giúp mình nha. Thằng xong nó còn liếm sạch luôn. Chào mừng quý chị trở lại video của em nhé. Trong video ngày hôm nay bên em chia sẻ cách tập chua chuẩn hương ăn bột công nghiệp. Thì video này bên em chia sẻ đến những quý chị chưa biết cũng như là quý chị đang bắt đầu tập nuôi chuẩn hương. Còn những quý chị đã biết rồi thì quý chị bỏ qua cho bên em nhé. Đối với cái tập chua chuẩn hương ăn bột công nghiệp thì theo kinh nghiệm của bên em thì ban đầu tiên quý chị nên chua chuối nhiều hơn bột công nghiệp, tức là hai phần chuối chỉ có một phần bột thôi đấy, rồi mình giảm dần, giảm từ từ về sau quý chị nhé. Đây là chuối của anh chị nhé, còn đây là bột công nghiệp này. Rồi thì bên em sẽ bổ bột vào. Đấy. Thì tùy theo chuẩn hương quý chị mới bắt đầu tập ăn thì theo bên em thì nên chua ít bột, đấy, chua nhiều chuối để cho cái lượng chuối nó ngọt và chuẩn hương nó sẽ ham ăn. Rồi thì trong quá trình mà bổ chuối với bột xong thì bóp nghiền ra nhé. Đấy, quý chị bóp nghiền lên kia. Đấy, đây là cách mà tập cho chuẩn hương ăn bột công nghiệp tốt nhất, chất lượng nhất. Thì quý anh chị bóp nhuyễn giữa chuối và bột công nghiệp. Thì quý anh chị bóp chuối và bột công nghiệp nó nhuyễn ra. Đấy, thì cái bột nó sẽ ngấm vào cái chuối. Chuẩn hương bên em đang kêu quý chị. Rồi quý anh chị trong quá trình bóp giữa chuối và bột công nghiệp nó nhuyễn xong thì quý anh chị sẽ để chờ trong tầm khoảng từ 15 đến 20 phút nhé, để cho cái bột nó tan ra và hòa quyện với chuối thì chồn nó sẽ ham ăn. Nếu quý anh chị làm cách này thì cái lượng chồn hương nó sẽ rất là khoái ăn. Rồi trong quá trình mà chờ đợi cho bột công nghiệp với lại chuối hòa quyện lại với nhau thì bây giờ bên em sẽ bổ ra dĩa và chua chồn hương bên em ăn. Đấy, quý anh chị thấy đây nhé, những cái khẩu phần ăn của chồn hương bên em mà tập cho ăn bột công nghiệp giữa trộn giữa chuối và bột công nghiệp. Quý chị thấy nó ăn rất là mặn. Thì quý anh chị chỉ cần tập trong thời gian ngắn thôi thì chuẩn hương cũng sẽ ăn bột công nghiệp rất là mạnh và sẽ quen. Đấy, ăn rất là nhanh. Ăn xong nó còn liếm sạch luôn. Rồi thì video ngày hôm nay bên em chia sẻ đến quý anh chị cách mà tập chua chuẩn hương ăn bột công nghiệp rất là hiệu quả. Đấy, thì nếu quý anh chị có cần những các cái thông tin cụ thể thì vui lòng liên hệ qua bên em cũng như là nhắn tin với cái video này.
Rồi, video bên em cũng xin tạm dừng tại đây nhé.